Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện Lời Nguyền Độc Đinh, một sáng tác của Hồi Ức, tập số 4. Kế hoạch hại Tư Thịnh thất bại, khiến cho Trinh tiếp tục một phen mất ăn mất ngủ. Lão Khắp đã nói hung tinh đang di chuyển về phía đông mỗi lúc một nhanh hơn. Như vậy tức là Kiểm càng lúc càng gặp nguy hiểm. Nếu không nhanh chóng nghĩ cách ứng phó, sợ rằng Thịnh sẽ trở mình, còn Kiểm sẽ là kẻ gánh lời nguyền độc đinh. Như vậy thì bao nhiêu tính toán của ả ta sẽ thành công cốc. Sau cái chết của con bé Mận, không kẻ nào dám lang thang bên ngoài vào buổi tối nè. Xong việc là người nào người nấy đều ở yên trong phòng, đóng cửa cài then. Trên gốc cây xoài, nơi con bé Mận treo cổ, được thầy Khắp quay lại bằng dây đỏ buộc 8 cái chuông. Xung quanh có cả hình nhân dán bùa trấn yểm. Thầy giải thích những hình nhân đó là nơi âm binh trú ngụ. Họ có nhiệm vụ canh gác để hồn phách con Mận không thể thoát ra ngoài, quấy nhiễu gia chủ và bắt hồn người khác. Nằm gối đầu lên tay chồng, Trinh thắc mắc về người đàn bà mà cả nhà đều sợ hãi khi nhắc tới. Tại sao bà ấy lại chết và để lại một nỗi ám ảnh trong lòng tất cả? Chẳng cần giấu giếm hay né tránh, Kiểm cho vợ biết những gì mà hắn nghe được từ má mình. Tất cả bắt nguồn từ một buổi tiệc mừng thọ mà nhân vật chính là sinh mẫu của địa chủ Bùi, cụ Cẩn. Hôm đó ông Bùi mời một cô đào về biểu diễn. Là người phong lưu đa tình, mặc dù đã có tới mấy bà vợ, nhưng địa chủ Bùi vẫn phải lòng ả đào hát họ Phương. Mặc kệ sự ngăn cản của sinh mẫu và những lời dèm pha về thân thế cô đào, ông Bùi vẫn quyết tâm rước cô Phương về làm vợ bé. Còn xây cả ngôi nhà riêng ở bên ngoài hồ để cùng người đẹp hưởng lạc. Ngôi nhà đó cũng chính là nơi ở hiện nay của thầy Khắp. Sau đó, không ngày nào nhà địa chủ Bùi không nghe thấy tiếng đàn ca sáo nhị cùng với tiếng hát của cô đào vọng về từ mặt hồ. Ông sai như điếu đổ, bỏ mặc năm bà vợ còn lại ngày đêm dò dỏ. Thế rồi một ngày, người đàn bà ấy bỗng dưng biến mất một cách bí ẩn. Căn nhà nơi cô ta sống bị bỏ hoang, không ai dám lai vãng. Những đứa con của ông Bùi từng đứa chết yểu chẳng rõ nguyên nhân. Bắt đầu có lời đồn rằng vào những đêm trăng sáng, căn nhà ngoài hồ lại có bóng người nhảy múa cùng đàn hát. Kẻ ăn người ở kháo nhau, đó là hồn ma của cô Đào Phương. Không một ai biết chuyện gì xảy ra với cô ta. Chỉ biết rằng kể từ sau khi cô ta biến mất, nhà địa chủ Bùi đã xảy ra rất nhiều chuyện bí ẩn và tang tóc. Người ta nói cô ta chết quan, đang trở về bắt hồn những đứa trẻ yếu bóng vía để theo hầu mình. Ông Bùi lấy ngày cô Đào mất tích làm ngày giỗ và mời thầy Khắp về trấn yểm quá giải tai ương. Vào giỗ đầu của cô Đào, trời mưa tầm tã, sét đánh trúng cây cao trước nhà chẻ ra làm đôi. Thầy Khắp đang làm lễ đột ngột ngất liệm đi. Đột nhiên trong lúc mọi người nhốn nháo, ông ta bỗng ngồi bật dậy, hai mắt trợn trừng, trắng giả vô cùng đáng sợ. Thầy chỉ vào ông Bùi rồi phán: chỉ có một đứa con trai của ngài được phép sống sót, ngài chọn đi. Câu nói của thầy Khắp như một lời sấm in sâu vào tâm trí những người trong nhà và ám ảnh họ mãi về sau. Có một điều mà tất cả thắc mắc: nếu như cô Đào bị kẻ nào hãm hại và chết quan, thì tại sao hồn ma lại không trả thù trực tiếp lên kẻ đã giết mình, mà lại nguyền rủa những đứa con trai trong nhà địa chủ? Đó là một câu hỏi mà hai Trinh vẫn ngẫm nghĩ mãi mà không có câu trả lời. Bà Kiểm cũng vậy. Trời tảng sáng, tiếng chim lợn kêu en ét ở ngoài cửa sổ. Trên con người nằm sát gần chồng, trong khi Kiểm vẫn ngủ ngon lành, hơi thở đều đều. Mãi tới khi có người gõ cửa, giọng con Thúy vang lên khe khẽ, ả mới nhổm dậy khoác áo rồi mở then cài, không quên trách móc con hầu vô phép
quấy rầy giấc ngủ của chủ nhân. Còn Thúy cất giọng hồi hộp: Mợ có nghe tiếng chim lợn không? Có lẽ mình nên qua bên từ đường coi thử. Người ta vẫn nói chim lợn là sứ giả của Diêm Vương, hễ nghe tiếng nó kêu ắt là có người chết. Ánh mắt con Thúy nhìn mợ chủ lóe lên tia hiểm ác. Trinh nghĩ ngợi một chút rồi chợt nhớ ra, hôm nay là rằm tháng 7, cả nhà sẽ qua từ đường thắp hương. Do đó nhanh thôi, việc Hương còn sống hay chết sớm sẽ có kết quả. Con Thúy và hai Trinh đều không ngờ ba Kiểm đã bị tiếng trầm trì đánh thức. Lời hai người nói toàn bộ lọt vào tai cậu Kiểm. Cậu đứng sau lưng vợ từ lúc nào, nhìn con Thúy nghiêm giọng: Bên từ đường xảy ra chuyện gì? Trinh thoáng bối rối, nhưng con Thúy sau phút bất ngờ lập tức múa mép: Bẩm cậu, sáng nay chim lợn kêu quá trời à. Em nhìn theo thấy chúng bay từng đàn về phía bên kia từ đường á, sợ rằng bên đó có chuyện. Thường thì có người chết chim lợn mới kéo về nhiều vậy. Vừa nghe Thúy nói, sắc mặt ba Kiểm tái đi. Chưa kịp mặc thêm áo, hắn lao ra ngoài chạy một mạch về phía hồ nước, trước cặp mắt kinh ngạc của cả Trinh và Thúy. Mặc kệ cho vợ gọi theo ở phía sau, ba Kiểm nhảy xuống xuồng ba lá, tự mình chèo sang bờ bên kia. Trinh nhìn chiếc xuồng xa dần, tay vô thức nắm chặt từ lúc nào. Khóe mắt của ả nước mắt chực trào ra. Con Thúy đứng đằng sau an ủi: Thôi mợ mặc kệ đi, chắc cậu sợ con Hương chết làm ô uế từ đường á. Mày thì biết cái gì, nó đang lo cho con ả đó đó. Nước mắt Trinh không kìm được mà lăn xuống ướt đẫm gò má. Cùng với Tư Thịnh, Trinh quen biết Kiểm từ nhỏ, chưa bao giờ ả thấy cậu sốt sắng như vậy. Kiểm chạy như bay vào trong sân của ngôi nhà từ đường. Cùng lúc đó, Hương cũng vừa mở cửa bước ra. Nhìn thấy Hương, Kiểm như quên hết thân phận mà nhào tới ôm chầm lấy cô, khiến cho Hương vừa bất ngờ vừa sợ hãi. Thấy Hương bình an vô sự, Kiểm tiếp tục như hôm nào, chẳng thể kiềm chế mà lập tức muốn chiếm đoạt người đẹp trong tầm tay. Hương đẩy mạnh Kiểm ra, giáng cho cậu ta một cái tát nảy đơm đớm. Kiểm vẫn không hề tức giận, chỉ đưa tay lau khóe miệng đang rỉ máu, bởi vừa rồi Hương ra tay quá mạnh. Cậu nói: Em có thể dịu dàng một chút được hay không? Nếu như hai Trinh không giở trò thì bây giờ em đang là vợ tôi đó. Hương bất ngờ trước câu nói của Kiểm. Thì ra cậu ta đã biết mọi chuyện. Chính thằng Tèo đã tiết lộ điều ấy. Nó hận hai Trinh hãm hại mình, cho nên mới kiếm Kiểm nói ra bí mật của cô ta. Phải công nhận rằng Kiểm là một kẻ có năng khiếu của kép hát. Dù hiểu rõ bộ mặt thật của vợ, nhưng ở trước mặt Trinh, cậu chẳng để lộ ra nửa điểm khác thường. Kiểm biết Trinh là kẻ tâm cơ, ai có lợi cho ả, ả sẽ về phe người đó. Nhưng Trinh cũng không biết rằng Kiểm chỉ lợi dụng cô ta mà thôi. Em yên tâm, một khi trở thành chủ cái nhà này, tôi sẽ đường hoàng nạp em làm bà hai. Tôi sẽ thay Tư Thịnh chăm sóc cho em. Cứ chờ đi, sớm thôi em sẽ được rời khỏi từ đường. Hương nhìn Kiểm, gượng cười một cách khổ sở: Anh đừng có nói lung tung nữa. Anh Thịnh sẽ không chết đâu. Mà dẫu anh có xảy ra chuyện, tôi cũng không bao giờ gả cho anh. Biết rằng hôm nay là rằm, chỉ một lát nữa thôi, mấy bà vợ của địa chủ Bùi sẽ có mặt ở đây để cúng bái tổ tiên. Vì vậy Hương yên tâm rằng Kiểm dù muốn cũng chẳng bao giờ dám giở trò sằng bậy. Cô thẳng thừng đuổi gã. Dẫu sao nếu để bị gán thêm tội quyến rũ anh chồng thì chẳng biết cô sẽ còn bị đày đọa tới đâu. Kiểm vẫn thản nhiên bước vào gian nhà mà Hương đang ở. Nhìn đồ vật bên trong sơ sài nhưng ngăn nắp và sạch sẽ, gã nói: Em ở đây thiếu thốn gì cứ nói, tôi sẽ cho người đem qua. Kể từ khi xuất hiện chén chè có độc, Hương bắt đầu cảnh giác cao độ với mọi đồ ăn thức uống được đưa đến. Nhân dịp Kiểm tới thăm, cô đã không ngần ngại tiết lộ sự việc hôm trước là có người đem chè độc tới. May mà cô phát hiện ra, nếu không có lẽ bây giờ Kiểm đang nói chuyện với một hồn ma cũng nên. Hương rụt rè đề nghị Kiểm trông chừng và kiểm soát chặt lương thực chuyển sang từ đường,
tránh để cho kẻ gian hãm hại cô. Có chuyện đó sao? Nhìn vẻ mặt của Hương không giống là người bịa chuyện. Vả lại cô bịa ra chuyện đó chẳng để làm gì. Cặp mày của Kiểm hơi nhíu lại. Là một kẻ thông minh, gã lập tức liên kết các sự việc trước giờ và dự đoán chính xác chủ nhân thực sự của chén chè. Tuy nhiên chưa vội đưa ra kết luận, Kiểm chỉ gật đầu đồng ý với Hương. Từ nay sẽ chỉ định một người duy nhất đem gạo muối qua cho cô, để đảm bảo không xảy ra sai sót gì. Như vậy có nghĩa là ngoại trừ bà Dún là người phát gạo và người trung gian đưa gạo, sẽ không có kẻ thứ ba động vào được lương thực. Xin cho con bé Thu đem gạo qua, tôi chỉ tin một mình nó thôi. Kiểm nhìn Hương bằng ánh mắt của kẻ si tình. Em đúng là được vô đầu tiên đó. Chuyện này hơi khó, bởi hiện giờ con Thu nó đang phục vụ bên cạnh Trinh. Muốn điều con Thu đi phải có sự đồng ý của cổ mới được. Mà chuyện này em thừa biết, Trinh sẽ không chịu để con Thu đi đâu, vì Trinh ghét em mà. Kiểm thở dài ra chiều khó nghĩ, nhưng thấy mắt người đẹp đỏ hoe, đành phải hứa lụi. Thôi, tạm thời việc đem gạo để thằng Hán nó làm, còn về con Thu tôi sẽ nghĩ cách. Kiểm và Hương đều không biết rằng từ lâu hai Trinh đã đứng sau một bụi rậm, chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người. Hôm nay là rằm, nên từ sáng sớm gia đình đã được điều động mang thêm vài chiếc xuồng ba lá để phục vụ chủ nhân qua nơi thờ tự làm lễ. Vì vậy mà Trinh tùy tiện chọn một cái để sang bên này. Thấy Hương còn sống, Trinh quay sang con Thúy nhìn nó bằng ánh mắt tóe lửa. Mới sáng sớm mà Thúy đã thấy mồ hôi vã ra như tắm. Nó đâu có ngờ con Mận lại vô dụng như vậy. Cành mẫu đơn ngay rìa lối đi đã bị Trinh vô thức vặt trụi đi. Môi cắn chặt muốn bật máu. Bên trong ả là cơn ghen tuông cùng căm phẫn đang bốc lên ngùn ngụt. Nếu không có con Thúy ở đằng sau cản lại, có lẽ Trinh đã không kìm được mà xông tới, lành làm gáo, vỡ làm mui cho Hương và Kiểm một trận rồi. Thúy là kẻ khôn ngoan, nó biết hai đánh một không chột cũng què. Giờ đây Kiểm đang say mê Hương, nếu như Trinh công khai ra mặt chống lại cô ta, cũng coi như là đang đối đầu với Kiểm. Như vậy thì dẫu đánh được Hương, chẳng qua cũng chỉ để nguôi ngoai cơn giận trước mắt. Về lâu về dài sẽ mất lòng của Kiểm. Chưa kể hôm nay là rằm tháng 7, nơi này sắp diễn ra đại lễ. Nếu mà làm ầm lên, sẽ trở thành trò cười cho cả nhà. Trinh hầm hầm quay gót trở lại xuồng, không quên nói với con Thúy bằng giọng cay nghiệt. Mày làm ăn kiểu gì vậy Thúy? Cái đồ vô dụng mà. Dạ, em cũng bị con Mận lừa. Lúc đó nó nói là Hương đã ăn hết chén chè, ai ngờ là nó nói dối. Thúy cúi đầu bộ dạng hối lỗi. Trinh giận đến sôi máu, phải kiềm chế lắm mới không hất con Thúy xuống nước cho nó chết đuối luôn đi. Bộ dạng khi nãy của ba Kiểm cùng với lời nói của anh ta dành cho Hương khiến cho Trinh hoàn toàn sụp đổ. Ả thấy số phận của mình thật xui xẻo. Người yêu của ả thì mắc bệnh hiểm nghèo, người ả lấy làm chồng thì lại say mê kẻ khác. Ả không thể dương mắt nhìn từng thứ một của mình bị mất đi như vậy. Chiếc xuồng vừa cập bến, cũng là lúc trời hừng đông. Trinh trở về phòng thay bộ lễ phục để lên nhà chính cùng với các thành viên khác trong gia đình xếp hàng xuống ghe sang bên kia từ đường để cúng tế. Bà Hợi cùng với mấy bà kia đi đi lại lại, sắp sanh kiểm tra đồ cúng đến cả chục lần. Mọi thứ cần được chuẩn bị một cách chỉnh chu và hoàn hảo nhất. Hoa quả cao trầu phải tươi nhất, ngon nhất, đẹp mắt nhất. Trên mỗi ván nếp xôi không thể thiếu con gà ngậm hoa hồng. Những cái mâm xanh đỏ xếp thành chớp cao ngất ngưỡng và đều tăm tắp không lệch dù chỉ một phần. Rượu cũng đủ ba loại: rượu đế Gò Đen, rượu sen Đồng Tháp, rượu dừa Bến Tre. Mỗi loại năm vò, dù cách xa cả thước cũng ngửi thấy mùi thơm. Bà Kiểm đâu rồi? Bà Hợi lên tiếng khi thấy Trinh đi một mình. Con Thúy định thay chủ trả lời thì Kiểm bước vào từ ngoài cửa, trịnh trọng nói: Con đây, cả nhà chuẩn bị xong chưa? Đi thôi, sắp trễ rồi. Tuần tự những chiếc xuồng lần lượt rời bến,
đưa chủ nhân cùng lễ vật qua bên kia từ đường, thực hiện buổi lễ quan trọng trong năm. Dẫn đầu là thầy khấp, phía sau là đoàn thuyền chở người làm cùng với lễ vật. Tiếp đến là xuồng của các chủ nhân, thật vô cùng nhộn nhịp. Từ ngày có hương, từ đường lúc nào cũng sạch sẽ, bàn thờ luôn sạch bông không một hạt bụi. Điều này khiến cho bà Liên rất hài lòng. Xem ra đúng như lời đồn, cô con dâu này của bà từ nhỏ lao động lam lũ, chứ chẳng phải kẻ ăn trắng mặt trơn. Sau một thời gian không gặp, dù phải sống một mình ở nơi cách biệt với điều kiện thiếu thốn, nhưng xem ra hương vẫn rất ổn. Sắp đặt và bài biện mọi thứ chỉnh chu vào trong từ đường, thầy khắp bắt đầu nghi thức cúng bái. Tất cả quỳ trước bàn thờ tổ tiên, còn người làm thì quỳ từ hiên nhà ra đến giữa sân. Khói hương dần tỏa ra mù mịt, khiến cho khung cảnh trở nên hư ảo. Tiếng chuông đinh đan cùng với tiếng khấn của thầy khắp rầm rì vang lên lúc trầm lúc bổng. Mọi người nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện vô cùng nghiêm cẩn. Tuy nhiên cảm giác nhột sao óc khiến cho Trinh cho rằng có ai đó đang nhìn mình. Ả từ từ quay đầu lại, cùng lúc một khuôn mặt đang ngẩng lên nhìn ả, khóe môi khẽ cong lên đầy giễu cợt. Cuốn họng Trinh vô thức bật ra hai từ: Con Mận. Ả trợn mắt vì kinh ngạc. Chẳng phải con Mận đã chết rồi hay sao? Thấy vợ mất tập trung, ba Kiểm quỳ bên cạnh huýt cùi chỏ ra hiệu. Tim Trinh đập thình thịch. Con Mận đang ở phía sau đó. Ba Kiểm nhíu mày quay lại, nhưng chẳng thấy gì ngoài những cái đầu đang cúi gằm đầy kính cẩn. Đừng có thần hồn nát thần tính, tôi có thấy gì đâu. Trinh nhìn lại một lần nữa, nhưng quả nhiên đúng như Kiểm nói, gương mặt con Mận đã hoàn toàn tan vào hư vô, như chưa từng xuất hiện. Thầy khắp bưng hũ trụ đã làm phép từ trên bàn thờ xuống, bắt đầu đi vòng quanh, vẫy lên đầu những người đang quỳ bên dưới. Đây được cho là nghi thức ban phước. Những giọt trụ rơi xuống tượng trưng cho lộc của tổ tiên phát cho con cháu. Kỳ lạ ở chỗ, thay vì ngửi thấy mùi rượu thơm nồng như tất cả mọi người, Trinh lại ngửi ra toàn mùi máu tanh, khiến cho ả suýt nôn mửa. Thái độ của Trinh khiến cho thầy khắp và mọi người khó chịu, cho rằng con dâu bán bổ tổ tiên. Bà Thư tức giận lao tới giáng cho Trinh một cái tát tay. Cô như vậy là sao? Muốn tai quả giáng xuống cả nhà mới vừa lòng hả? Có biết những cái nghi thức này quan trọng tới nhường nào hay không? Bà Ba Hợi cũng không thể bên con dâu. Bà nhìn Trinh ôm cái gò má đỏ lựng, cùng với cặp mắt đỏ hoe, sương rướm mà gắt nhẹ. Trời ơi, con sao vậy? Đừng có làm gia tiên nổi giận. Các ngài không che chở cho nữa thì lớn chuyện đó. Trinh lý nhí nói lời xin lỗi. Á không ngờ mọi người lại phản ứng gay gắt với một sai sót nhỏ như vậy. Hình như là họ đang rất sợ về một điều gì đó. Buổi lễ tiếp tục được tiến hành. Kiểm không nhìn Trinh, nhưng giọng nói rít qua kẽ răng. Cô làm sao thì làm, đừng có khiến tôi mất mặt. Vừa bị bà Tư tặng cho một cái tát giữa chốn đông người, lại thêm mẹ chồng nhiếc móc nặng lời như vậy, mà Trinh không hề nhận được sự an ủi từ chồng. Quay lại phía sau, thấy ở cuối hàng, Hương đang ngẩng đầu nhìn mình. Trinh cảm giác bao nhiêu sĩ diện đều bị mất hết đi. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Kết thúc buổi lễ, mặc cho các bà ở lại phân phát lộc phần cho người hầu kẻ hạ, Trinh xuống ghe trở về nhà trước, không có ý đợi Kiểm. Vừa bước lên bờ, Trinh đi như chạy, khiến cho con Thúy đuổi theo muốn hụt hơi. Mợ ơi, đợi một chút, phòng mình hướng này mà mợ. Thấy Trinh đã đi về hướng Tây, Thúy lật đật gọi với theo. Nhưng đến trước cửa phòng Tư Thịnh, Trinh đột ngột dừng lại. Á tự xé rách áo mình, làm cho đầu tóc rối bù trước sự kinh hãi và ngạc nhiên của Thúy. Đưa tay chặn miệng con hậu, Trinh nói: Đừng có ồn ào, mày đứng ở ngoài này canh chừng cho tao. Nếu có ai tới á, thì nhớ gõ cửa 3 tiếng để đánh động. Trinh khẽ đẩy cửa mặc cho con Thúy ngăn lại, cùng với lời cảnh báo rằng cậu Thịnh rất dữ dằn, coi chừng cậu làm cho bị thương như từng làm với nó. Trinh hất tay con Thúy, dứt khoát bước vào trong gian phòng màu đỏ sáng tối đan xen.
Khi chỉ còn cách nhau một ván cửa, Trinh khẽ khàng lên tiếng gọi Thịnh. Bên trong có tiếng sột soạt cùng với một giọng trầm ổn truyền ra. Ai đó? Quá trưa, những chiếc xuồng ở bên kia từ đường lần lượt trở về. Chỉ duy nhất Ba Kiểm là không thấy đâu. Điều này khiến cho Trinh vô cùng thất vọng, bởi ả biết chắc chắn Kiểm nán lại nơi đó để gặp gỡ Hương. Ả mường tượng rằng điều mình lo sợ đang ngày một đến gần. Ba Kiểm sẽ nhanh chóng thực hiện lời nói của gã, rước Hương về làm vợ. Kể từ sau khi được Tèo tiết lộ bí mật trộm lông tráo phụng mà bà hội đồng cùng với vợ mình bày ra, thái độ của Kiểm đối với Hương thay đổi rõ rệt. Không còn sổ sàng như trước, Kiểm nhã nhặn tử tế hơn rất nhiều. Chiều mưa dầm thấm lâu được thực hiện một cách triệt để, hòng lấy lòng người đẹp. Kiểm cho rằng chẳng chống thì chạy, Hương sẽ bị tấm chân tình của gã lay động. Người ta thường nói đàn bà càng khó chinh phục, càng khiến cho đàn ông mê mẩn, quả không sai. Kiểm giờ đây đang dốc lòng theo đuổi em dâu, chẳng chút để tâm đến vợ mình. Không cam tâm khoanh tay ngồi nhìn Hương đắc ý, Trinh chạy đi mét với bà Liên cùng với mẹ chồng để bọn họ làm chủ cho mình. Trái với kỳ vọng, Trinh bị bà Liên nhắc nhở ngay. Ghen tuông là điều cấm kỵ trong nhà này đó. Con nên nhớ, chồng con hiện đang gánh vác trách nhiệm nối dõi tông đường, nên việc có lấy thêm bà ba bà tư gì đó là chuyện sớm muộn thôi. Chỉ cần nó thích thì người đó là ai cũng không quan trọng. Thay vì ngăn cản chồng mình có người mới, con nên nghĩ cách làm sao để sớm có được cháu đích tôn của nhà họ Cao. Đó mới là chuyện nên làm. Thưa má, chồng con có thể nạp thêm vợ lẽ, nhưng mà người đó không thể là con Hương được. Đó là thứ ô uế tặng tiểu với cả người ở, là nỗi ô nhục của nhà này mà. Trong khi bà Hợi ngồi im lặng theo dõi màn đối đáp giữa con dâu với bà cả, thái độ của bà Liên vẫn không hề thay đổi. Bà lạnh lùng nhìn Trinh, lật bài ngửa với cô ta. Con đừng tự cho mình là thanh cao, con với ba Hương ai ô quế còn chưa biết được đâu. Hãy biết tự lượng sức mình đi. Đừng nghĩ những việc con làm thần không biết quỷ không hay. Con Hương có phải đứa lăng loạn thất tiết hay không? Nếu muốn làm rõ, chỉ cần mời bà mụ về nghiệm thân, trắng đen sẽ rõ ràng. Hôm đó con bày mưu để hạ bệ em gái mình, ta chỉ muốn giúp con một tay hoàn thành cái màn kịch đó mà thôi. Vì vậy hãy biết điểm dừng đi, đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của ta. Bị bóc trần bộ mặt thật, Trinh vừa xấu hổ vừa uất hận. Ả không hiểu vì sao mọi người đều quay lưng với mình như vậy. Nhưng điều mà Trinh thấy kỳ lạ nhất, đó là qua màn đối thoại với bà Liên, cô ta nhận ra có vẻ như bà rất thiên vị Ba Kiểm, dù cho gã không phải là con ruột của mình. Là một người mẹ, chẳng ai lại bỏ rơi con đẻ, ủng hộ con riêng của chồng như vậy. Với sự nhạy bén của một kẻ có nhiều thủ đoạn, Trinh lờ mờ cho rằng trong chuyện này nhất định có uẩn khúc. Không nhận được sự ủng hộ của bà Liên và bà Hợi, Trinh tiếp tục trút mọi uất hận lên cô em gái tội nghiệp. Nghe tiếng bổ củi ở góc sân của từ đường, Trinh đi trước, con Thúy khệ nệ ôm túi gạo đi theo. Từ xa đã đoan đã. Em tôi chắc giả quá. Hương ngẩng lên, nhận ra chị mình, biết rằng cô ta lại đến muốn gây sự, nên nói ngay. Ở đây âm u cô quạnh, hồn ma bóng quế nhiều, chị hai không nên tới thì hơn. Trinh nhếch mép cười, tiến lại gần cầm tay em gái mà vuốt ve. Sao vậy? Không muốn gặp người chị này hay sao? Coi kìa, em làm việc vất vả quá, tay thô ráp tới mức này rồi. Ở đây chắc là thiếu thốn dữ lắm ha. Chị đem cho em ít đồ. Dẫu sao trước khi đi lấy chồng, cha má đã dặn chúng ta phải bảo bọc nhau mà. Trinh hất hàm ra hiệu cho Thúy. Con Hậu đặt xuống trước mặt Hương chiếc túi vải đựng gạo và một vài thứ đồ cần thiết khác, nhưng Hương từ chối. Gạo muối mỗi tháng một lần, sẽ có người đem tới, chị hai không cần bận lòng đâu. Dù sao cũng là tấm lòng của chị, cứ để đó đi, em dùng hay không thì tùy.
Sự tử tế của Trinh khiến cho người ta phải nổi da gà. Đằng sau nụ cười giả tạo là một con dao sắc nhọn chực chờ đâm thẳng vào đối phương. Trinh quay lưng bỏ đi, con Thúy chạy theo sau. Khi cả hai xuống thuyền, con Thúy mới thì thầm: Mợ, lỡ nó không ăn gạo đó thì làm sao? Đằng nào cũng chỉ có một kết quả, nó ăn cũng chết, mà không ăn cũng phải chết. Con Thúy sau đó đã bội phục trước đường đi nước bước của Trinh. Bởi từ giữa tháng trở đi là thời điểm mà ba Kiểm vô cùng bận rộn, tạm thời gánh vác trọng trách tiếp quản công việc làm ăn của gia đình, trong khi địa chủ Bùi vắng mặt. Vì thế mà ba Kiểm dành nhiều thời gian đi thăm những cánh đồng thẳng cánh cò bay để mà kiểm tra đốc thúc tá điền làm việc. Ngoài những mẫu ruộng của gia đình canh tác, nhà cậu còn rất nhiều ruộng đất cho người ta thuê lại, cuối vụ phải trả tiền hoặc trả gạo. Đang trong thời kỳ thu hoạch lúa hè thu, thóc kình kình chở về kho, Kiểm phải ở đó cả ngày, mặc dù đã có người phụ giúp việc kiểm kê và giám sát tá điền. Lợi dụng sự vắng mặt của ba Kiểm, Trinh bắt đầu hành động. Hắn, người phụ trách mang gạo sang từ đường, là mục tiêu đầu tiên được nhắm đến. Những chén gạo cuối cùng đã hết từ 3 ngày trước. Hương bắt đầu chuyển sang ăn dè sẻn số khoai lang ít ỏi, dù chúng đã bắt đầu mọc mầm, nhưng vẫn chưa thấy người của Kiểm đem đồ qua. Nhìn về góc nhà, nơi cái túi vải của Trinh đưa tới vẫn nằm yên một chỗ, Hương hiểu ngay mưu kế tâm hiểm của người chị gái. Trong túi gạo đó chắc chắn đã trộn thuốc độc. Khi Hương hết gạo buộc sẽ phải dùng tới nó. Cuối cùng Hương không ăn thì sẽ chết vì đói, còn nếu ăn thì chết vì trúng độc. Để kiểm chứng điều mình suy đoán, Hương đem gạo trắc ra mé giường. Quả nhiên sáng hôm sau, thấy xác chuột chết cứng, y như là con ăn phải chè đậu đỏ hôm nào. Hy vọng mong manh về thứ gọi là tình chị em máu mủ ruột trà đã tan nhanh như làn khói mỏng. Trinh đang quyết tâm đuổi cùng giết tận cô em gái. Hương nhớ lại những lời Thu nói ở lần gặp trước. Buổi tối con Mận gặp chuyện, chính mắt thằng Tèo nhìn thấy nó và con Thúy thì thục ở nhà bếp. Nghi ngờ con Thúy sắp giở trò nên Tèo lén đi theo. Vì hai con hầu chia ra hai hướng đi khác nhau, Tèo chỉ có thể đi theo một đứa nên nó chọn đi theo con Thúy. Thấy ả ta đem chén chè vào cho cậu Thịnh, không ngờ lại bị cậu tấn công. Khi thoát được, nó chạy về phòng rồi nói chuyện với hai Trinh trong đó hồi lâu. Vì đứng bên ngoài nên Tèo không nghe được họ nói gì. Lúc sau con Mận trở về trong bộ dạng hốt hoảng như bị ma đuổi. Con Thúy đứng đón nó ở bờ hồ, còn hỏi rằng mợ Hương đã ăn chè hay chưa. Con Mận gật đầu khẳng định là Hương đã ăn hết chén chè mà nó mang tới. Liền sau đó thì con Thúy đưa một chén chè khác cho con Mận, rồi nói rằng đó là chén chè mà thầy Khắp ban cho. Con Thúy đã cất công để dành cho Mận, bảo Mận uống ngay. Con Mận thật thà tin là thật, uống một hơi cạn sạch. Nhưng nó đâu ngờ chén chè ấy chẳng khác nào chén canh mạnh bà tiễn nó sang bên kia thế giới. Con Thúy đẩy con Mận xuống nước vờ như nó chết đuối. Nhưng thật không may, Tèo đã chứng kiến mọi việc. Sau khi con Thúy đi, Tèo nhảy xuống hồ mò xác Mận đưa lên bờ. Thân cô thế cô, thằng Tèo không thể vạch trần tội ác của Thúy và hai Trinh, đành dàn dựng cái chết của Mận theo một cách đáng sợ nhằm hù dọa kẻ đã sát hại nó, đồng thời khuấy lại vụ án cô đào năm xưa, khiến cho cả nhà địa chủ Bùi một phen xanh mặt. Khi nghe Thu kể lại tất cả những chuyện trên, Hương đã hiểu ra toàn bộ. Nếu như hôm ấy Hương thực sự nhận được chén chè, thì rất có khả năng cô cũng đã đi theo con bé Mận. Mận vì sợ Thúy trách phạt nên đành nói dối, thực chất là nó chưa hề gặp được Hương. Con Thúy giết Mận chính là để bịt đầu mối, khiến cho con Mận mãi mãi không thể nói ra bí mật của đêm thất tịch đó. Hai Trinh quá độc ác, Hương muốn phản đòn cô ta từ lâu nhưng chưa có cơ hội. Để trả thù cho chính mình và cho Mận, Hương nghĩ ra một kế. Cô dặn Thu tìm cách trở về nhà gặp ông Nhân, lấy một loại thuốc có tên là mê hoàng tán, có tác dụng gây ảo giác, cho hàng ngày lén bỏ vào trong đồ ăn thức uống của Trinh, từ đó khiến cho thần trí cô ta mơ hồ, rồi lấy danh nghĩa hồn ma của Mận mà hù dọa.
cô ta chắc chắn sẽ để lộ ra sơ hở. Đến lúc ấy, tự khắc trái nhà lòi ra mặt chuột. Bữa rằm, thấy biểu hiện của Trinh khi cả nhà đang thực hiện nghi thức cúng bái tổ tiên, Hương biết Thu đã thành công trong việc bỏ thuốc cô ta. Dân gian thường nói có tật giật mình. Vì làm chuyện ác, ít nhiều trong lòng Trinh sẽ thấy bất an. Nếu thuốc này dùng được một thời gian đủ lâu, chắc chắn Trinh sẽ phải nhận cái kết đắng. Trở lại với thực tại, không thấy ngồi chờ Diêm Dương tới gõ cửa, Trinh nghĩ tới việc tra hồ bắt cá. Nhưng tại từ đường này, những dụng cụ dành cho việc ấy đều không có. Nơi này giống như một cái cù lao nhỏ bị bỏ hoang, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Dẫu có kêu gào chắc gì cũng có ai nghe thấy, mà dẫu có nghe thấy thì chắc gì họ đã để tâm. Ngay cả tôi tớ trong nhà địa chủ Bụi cũng có quyền coi thường người bị đài tới từ đường này. Thử hỏi ngoài kẻ háo sắc như kiểm thì ai sẽ đoái hoài tới sống chết của Hương. Có một điều mà Hương cảm thấy vô cùng kỳ quái, đó là dù lương thực không được đưa đến, nhưng Nguyệt dường như chẳng biết đói là gì. Cô ta vẫn vô tư, ngây ngô với tâm hồn của một kẻ điên. Sự đói khát có vẻ không chạm tới Nguyệt. Thoáng nghĩ tới việc Nguyệt lén ăn đồ cúng trên bàn thờ, nhưng Hương lập tức gạt bỏ suy nghĩ ấy. Vì Nguyệt rất sợ bước vào trong từ đường, ở đó có con quái thú mà cô ta vô cùng sợ hãi. Điều Hương lo sợ cuối cùng cũng đến. Không chỉ có Hương, ngay cả con quái thú bên trong từ đường cũng bị cơn đói hành hạ. Nó không còn ẩn mình nữa, mà bắt đầu xuất hiện tấn công hai người con gái. Dù rất hung dữ, nhưng có vẻ so với lần gặp đầu tiên, quái thú đã yếu đi nhiều. Nó thậm chí còn chẳng đủ sức làm cho người khác bị thương. Hương đã khống chế được nó trước khi con quái thú ngất đi. Nó nằm phủ phục dưới chân cô. Lúc này Hương mới có cơ hội nhìn rõ. Cái dị hợm giống hệt như Tư Thịnh hôm nào. Có chăng, lớp da sần sùi bên ngoài có phần dày và nặng nề hơn. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là người mắc bệnh vẫy sừng thứ hai của nhà họ Cao sau Tư Thịnh. Hoặc có khi còn bị bệnh trước cả Tư Thịnh cũng không biết chừng. Một mình lôi người đàn ông quái thú xuống căn phòng nơi mình đang ở, Hương quyết định sẽ tìm cách cứu bản thân và cứu cả ông ta. Cô thấy có lỗi bởi cho rằng mình đã làm liên lụy tới Nguyệt và người đàn ông này. Nếu như không có cô thì phần lương thực của họ đâu có bị cắt đi như vậy. Sau khi trói người đàn ông lại bằng những sợi dây gai, để khi ông ta tỉnh dậy không thể làm hại Nguyệt, Hương quyết định liều mình bơi sang bên kia để tìm Thu. Là một người con miền sông nước, không biết bơi là chuyện hiếm. Trời về sáng, nhằm lúc chưa có ai thức giấc, Hương xuống hồ bơi qua bên kia bờ. Nấp ở một nơi kín đáo trong giường, gần nơi giặt đồ, Hương biết thế nào cũng gặp được Thu, bởi nó luôn được giao cho những công việc vất vả, nặng nhọc nhất. Hương đoán không sai, trời còn chưa tỏ mặt người, khi những kẻ khác tập trung ở trong khu bếp nấu nướng chuẩn bị cho bữa sáng, thì con Thu đã khệ nệ bưng thao đồ lớn ra ngoài lu nước. Hương đứng sau gốc cây lớn gọi khẽ. Con Thu giật mình ngước lên nhìn. Nó xích kêu lên vì bất ngờ. Ngó ngang ngó dọc không thấy ai, nó mới nhanh chân bước tới. Sao chị tới đây vậy? Có chừng bị ai nhìn thấy là chết á. Hương kéo Thu tới góc khuất, kể vắn tắt mọi chuyện cho nó nghe. Chắc chắn là con Hai Trinh giở trò rồi. Cô ta muốn chị phải chết. Chị yên tâm, em không để cô đắc ý đâu. Thu trĩ tai Hương tiết lộ dạo này Tèo được phân công ở ngoài trại gia cầm, công việc chăm đàn gà đàn vịt và cả chim bồ câu. Nếu nói với hắn lén ăn trộm một ít trứng cho Hương cũng chẳng thành vấn đề. Hương sợ nên ngăn Thu lại, bởi không muốn gây thêm phiền phức cho thằng Tèo. Nhưng Thu nói nhẹ tên. Đàn vịt đẻ của nhà địa chủ hơn cả trăm con, lấy mấy chục trứng nuôi con dâu của họ thì cũng có là bao đâu. Hương chỉ để ý đến đàn chim bồ câu, liền nói với Thu. Nè, em tìm cách gặp Tèo, nói với cậu ta tập cho chim bồ câu đưa thư. Chúng ta có thể liên lạc với nhau theo cách đó. Mắt Thu sáng lên thấy rõ, đúng là chị của nó rất thông minh.
nhưng điều cần làm trước mắt là phải có lương thực cho Hương đem về bên kia từ đường, bởi ở đó còn hai nhân mạng nữa đang mòn mỏi chờ đợi. Nếu có thể về gặp tía, em lấy thêm thuốc vẩy sừng cho chị. Chị mới phát hiện ra có người mắc bệnh giống như Tư Thịnh. Chị nghi ngờ đó là cha chồng của chị, ông Bùi đó. Trước khi trời sáng, Hương đã có trong tay túi lương thực do Thu lấy được từ chỗ Tèo mang tới. Biết được điều này, Hương lo lắng. Lấy của Tèo rồi, cậu ấy ăn bằng gì? Hương lo sợ là có lý do. Bởi giống như cô, vì ở ngoài bãi, cho nên Tèo cũng được phân phát số lương thực theo định kỳ để tự nấu nướng. Nếu như đưa hết cho Hương, vậy thì cậu ta phải làm sao? Tụi em ở ngoài này kiểu gì cũng xoay sở được. Chị ở một cái nơi tách biệt vậy mới không biết phải làm sao đó. Chị yên tâm đi, số lương thực mà con Thúy ăn chặn của chị, tụi em sẽ đòi lại cho bằng được, rồi trả lại cho Tèo. Đâu cũng vào đó thôi. Không thể dùng dằn lâu vì trời sáng sẽ lộ. Hương cảm động nhận gói đồ rồi bỏ tất cả lên cái bè cao già, bơi qua hồ để trở về từ đường. Trước khi chia tay, Thu dặn: cách 2 ngày em sẽ thả bè cao xuống hồ, chị nhớ ra nhận đồ em gửi nha. Thu dò la thì biết được hắn bị trúng thực nằm liệt giường đã mấy ngày, chẳng cần hỏi cũng rõ là ai làm chuyện đó. Người thay thế hắn đem gạo qua cho Hương chắc chắn đã bị ả độc phụ kia chặn đường từ sớm. Như vậy thì Hương sẽ chết đói nếu như không biết bơi. May thay điều đó không xảy ra, bởi chị em Hương và Thu được ông Nhân dạy bơi cho từ rất nhỏ. Yên chí vì nghĩ rằng bây giờ này em gái đang thôi thớp trong cơn đói và chết dần chết mòn trong tuyệt vọng, sự đắc ý của Trinh chẳng cần che giấu mà lộ cả ra bên ngoài. Hàng ngày ở ra bờ hồ, ngắm nhìn đàn bồ câu trao lượn bằng ánh mắt phấn khích. Tao thèm cháo bồ câu, mau tới trại gia cầm, đem mấy cặp về đây làm cho tao tẩm bổ đi. Giờ này chắc em gái tao đang vật vã vì đói, tội nghiệp quá. Không rõ ả có ý đồ gì, nhưng khi ba Kiểm vắng nhà, nhân lúc không ai để ý, Trinh vẫn lẻn vào trong phòng Tư Thịnh tỉ tê trò chuyện cùng cố nhân qua lớp dán cửa đóng chặt, luôn miệng bôi xấu Hương, đồng thời kể khổ cho chính mình. Người ta thường nói mưa dầm thấm lâu, Thịnh nghe nhiều chắc chắn sẽ nghĩ sai về vợ. Chưa kể miệng lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo, Trinh đổ mọi tội lỗi lên đầu Hương, để Thịnh tin rằng cô là nguyên nhân khiến cho Trinh và Thịnh đứt gánh. Thịnh lầm lì và ít nói hơn hẳn khi trước, sự hung hãn cũng không còn. Đó là điều mà Trinh nhận ra sau mỗi lần vào thăm cố nhân. Ác giả ác báo, khi Trinh tìm đủ mọi cách hại Hương cả về thể chất cùng với phẩm giá, ả không ngờ rằng chính bản thân mình cũng đang bị phản đòn mà không hề hay biết. Mê hoàng tán hàng ngày Thu bỏ vào trong đồ ăn thức uống của ả không phải là thuốc độc, mà chỉ là một loại thuốc loạn thần. Do đó có dùng kim bạc cũng chẳng thể phát hiện ra. Rồi chứng mất ngủ của Trinh ngày một gia tăng. Đêm đêm, ả thường nghe thấy tiếng ai đó gọi bên ngoài cửa sổ, cùng với tiếng móng tay cào sồng sột lên vách. Nếu chìm vào giấc ngủ, Trinh sẽ mơ thấy một gương mặt trang điểm rất đậm, mái tóc dài quấn qua cổ, treo toàn ten trên cây xoài. Có đôi lần, ả cũng mơ thấy cả Hương với khuôn mặt hốc hác vì bị bỏ đói, đứng ngay trên đầu giường, chìa hai tay về phía ả. Những cơn ác mộng dày vò Trinh từng đêm, đồng thời kinh động tới Kiểm, khiến cho cậu càng thêm chán vợ. Thay vì ngủ cùng phòng, Kiểm bỏ hẳn sang phòng sách cho đỡ bị quấy rầy. Còn Thúy cũng không khá hơn. Giống như chủ nhân của mình, nó thường xuyên nhìn thấy hồn ma của Mận. Người trong nhà bắt đầu bị những tiếng la hét của Trinh và Thúy quấy rầy trong đêm. Cũng từ đây có tin đồn rằng Trinh là hung thủ giết Mận. Vì vậy hồn ma của Mận mới tìm tới chủ tớ ả để mà báo thù. Nhớ ngày nào, Hương cũng từng bị ma nhát, rồi được thầy khắp đến phòng trừ tà. Kể từ đó mới sống yên biển lặng. Trinh tức tốc đến tìm ông ta. Không bỏ qua cơ hội này, lão khắp chẳng che giấu sự đê tiện, tiếp tục phe vãn mợ chủ trẻ tuổi. Trong cơn túng quẫn vì bị hồn ma con hầu gái ám ảnh, Trinh đành chấp nhận giao kẹo của lão dê già.
vải những hạt thóc ra trước sân từ đường để dụ chim bồ câu đến. Hưng vui vẻ nhận ra mình có Thư. Sau cái bữa bơi qua hồ để gặp Thu, Hưng không những thành công vượt qua kiếp nạn bị bỏ đói, mà còn tìm được cách đi liên lạc với người thân tính. Nhờ Hưng mách nước, thằng Tèo đã biết cách để huấn luyện bồ câu đưa Thư. Bằng việc mỗi ngày chỉ cho chim ăn một lần vào buổi chiều, đến sáng chúng sẽ phải bay đi nơi khác để tìm ăn. Hương ở nơi thờ tự có nhiệm vụ cho chúng ăn. Lâu dần thành quen, bồ câu biết nơi cần đến sẽ bay đi bay lại theo một đường nhất định. Nhờ đó mà hai bên có thể liên lạc cho nhau với những mẫu thư nhỏ gấp gọn buộc vào chân chim. Đọc thư của Thu, Hương biết được tình hình của Trinh và Thúy. Cả hai đang nhờ lão Khắp giúp đỡ. Có thể việc bỏ thuốc ả sau này sẽ gặp khó khăn, vì lão Khắp cũng là một con cáo già xảo quyệt. Lo lắng cho người chị em, nên Hương nhắn Thu hãy tạm thời dừng tay, kẻo bị lộ. Điều mà Hương lo lắng nhất là hiện tại, người đàn ông mắc bệnh da hóa sừng đang ngày một yếu dần. Không may mắn như Tư Thịnh, việc chữa trị muộn khiến cho ông phải đối mặt với tử thần. Lớp da trên cổ dày lên, khiến cho việc nói chuyện vô cùng khó khăn. Chẳng còn sức lực mà tấn công người khác. Ông ta nằm bất động quan sát Hương đang hết lòng chăm sóc cho mình. Nguyệt thì vẫn ngây ngô như một đứa trẻ con. Cô ngồi ở góc nhà nghịch mớ tóc rối, thi thoảng lại cười hình hệt, chỉ tay về phía con bệnh mà mắng. Đáng đời, đáng đời. Đến giờ này thì thân thế của Nguyệt vẫn là một điều bí ẩn. Việc cô ta bị đưa đến từ đường chẳng khác nào vật tế, có thể chết dưới tay người đàn ông hóa thú bất cứ lúc nào. Thương thay cho cô gái trẻ, có lẽ vì sợ quá cho nên mới phát điên. Ông là ông Bùi có phải không? Hương vừa bôi thuốc lên những vết nứt nẻ trên cơ thể người đàn ông, vừa nói ra nghi ngờ trong lòng mình. Cái chớp mắt của con bệnh đã trả lời cho tất cả. Hương bàng hoàng trong chốc lát, dù trước đó đã có sự chuẩn bị. Như vậy giống như Tư Thịnh, ông Bùi mắc căn bệnh quái ác và bị đưa đến nơi hẻo lánh này cho đến khi thần chết gọi đi. Còn Nguyệt chắc chắn là kẻ được chọn để ở lại cùng ông, để mà chăm sóc bầu bạn cùng ông. Từng kề cận Tư Thịnh nên Hương là người rõ nhất. Căn bệnh này khiến cho người ta biến dạng về hình hài, thay đổi trong tính cách, hung dữ và khát máu như một con thú hoang săn mồi. Bức thư gần đây nhất của ông Nhân gửi đến đã nói rõ, bệnh này giới y thuật gọi là bệnh vẫy rồng. Nó không tự nhiên mà có. Thực chất người bệnh đã bị một kẻ nào đó dùng thuật thư ếm để mà hãm hại. Thầy thuốc chỉ chữa được vài phần cải thiện hình hài của con bệnh. Ngoài ra muốn chữa tận gốc thì cần phải nhờ đến thầy pháp cao tay. Những vu thuật đáng sợ tưởng chừng như chỉ có trong truyền thuyết, không ngờ lại thực sự tồn tại. Ngày trước khi được cha kể chuyện vua Lý Thần Tông hóa hổ, Thu và Hương chỉ cười cho rằng không có thật. Nhưng nay chứng kiến chẳng những một mà tới hai người mọc vảy rồng thì Hương đã hiểu, trong nhân gian những chuyện kỳ bí chưa hẳn là bị thiêu dệt nên. Thông tin mà ông Nhân cung cấp cũng đã hé mở ra một điều hệ trọng. Như vậy Thịnh đã bị một kẻ nào đó hãm hại, và mẹ con bà Hợi là kẻ tình nghi số một, bởi trong cuộc chiến giành quyền quản lý gia đình, chỉ có bà Hợi mới có động cơ làm điều đó. Hương thấy lo cho Thịnh, không biết giờ này cậu ra sao. Việc Thu cùng Tèo bị cấm lai vãng tới gần phòng của cậu khiến cho mọi thông tin về cậu trở nên mờ mịt. Không biết Thịnh còn nhớ gì về vợ mình hay không. Hương luôn tin rằng giữa cô và Tư Thịnh có một thứ gọi là duyên kỳ ngộ. Việc gặp gỡ ở bến đò, rồi được cậu giúp đỡ, rồi lại trở thành vợ chồng, giống như ông trời đã sắp đặt từ trước. Trong thời gian dù là ngắn ngủi chăm sóc cho Thịnh, Hương vừa thấu hiểu vừa cảm thông cho người đàn ông nặng tình. Phản ứng dữ dội của Thịnh trước thông tin Trinh lấy kiểm minh chứng rằng cậu yêu cô ta rất nhiều. Hương không ghen mà trái lại càng thương Thịnh nhiều hơn. Đêm ấy, Hương thấy có ai gọi mình ở ngoài cửa sổ. Giọng nói của người bí ẩn cứ vang vọng mãi trong đầu,
hối thúc cô mau mau đi cứu người. Hương thấy mình ở trong căn phòng màu đỏ, khung cảnh thật quen thuộc. Chẳng phải là phòng Tư Thịnh hay sao? Thịnh đang nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa, cả người co rút vật vã. Tuy vậy hình hài của cậu có vẻ đã được cải thiện rất nhiều. Trên da chỉ còn lưu lại những vết sẹo mờ, còn phần vẩy sần sùi đã biến mất đi. Nhưng sao cậu lại đau đớn như vậy? Hương hốt hoảng chạm nhẹ lên người Thịnh. Cậu à, cậu đau ở đâu vậy? Thịnh không trả lời, hai mắt vẫn nhắm nghiền, môi mấp máy câu gì đó. Hương áp tai nghe thử, nước mắt cô bất chợt ứa ra, lăn dài trên gò má. Thì ra Thịnh đang gọi tên cô. Hương áp mặt lên trán Thịnh. Trán cậu nóng quá, rõ ràng là đang sốt cao. Hàm răng bắt đầu nghiến chặt. Hương hốt hoảng đưa ngón tay vào miệng Thịnh để đề phòng cậu tự cắn lưỡi mình. Mồ hôi túa ra, cảm giác mặn chát nơi đầu lưỡi vì Hương đang cắn chặt môi đến bật máu. Ngón tay của cô cũng vậy, sắp bị Thịnh làm cho đứt lìa rồi. Hương muốn ngất đi. Bất ngờ Thịnh bật dậy ho sặc sụa, rồi từ trong họng của cậu bật ra vật gì đó hình tròn, màu đen gai góc. Thứ đó bỗng mọc ra bốn cái chân giống như loài con trùng, rồi bò đi trên sàn nhà. Nhưng thân thể của nó lại dính thứ dịch nhờn giống như đờm của Thịnh, hòa với máu của Hương. Vì thế nó di chuyển rất chậm chạp. Được một đoạn ngắn thì xẹp như một cái bong bóng cá bị xì hơi, sau đó tan ra, động thành vũng đỏ thẫm trên sàn nhà. Hương rùng mình nhìn chằm chằm vào thứ đó, rồi lại nhìn sang Thịnh đang nằm vật trên giường đầy mệt mỏi. Nhưng có vẻ sau khi tống được thứ quái đản kia ra khỏi cơ thể, cậu đã không còn đau đớn nữa. Hai mắt Thịnh vẫn nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Thịnh đang chìm vào giấc ngủ sâu. Hương lau mồ hôi và thay áo cho chồng. Lần đầu tiên thoải mái ngắm nhìn cậu ở một khoảng cách rất gần, Hương nhẹ đặt lên trán Thịnh một nụ hôn. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cả cơ thể của cậu tan biến thành làn khói mỏng. Không gian xung quanh bỗng chốc xoay chuyển. Hương giống như người bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cô bật dậy mở to mắt nhìn bốn bề và chợt nhận ra mình chưa hề rời khỏi từ đường. Nhưng mà cơn đau bất giác truyền đến. Hương nhìn xuống ngón tay mình. Ngón tay đang rỉ máu và còn hằn nguyên cái nốt răng người. Cô hoang mang nghĩ ngợi. Có khi nào chuyện vừa rồi không phải là mơ? Nhớ lại trước đây, cô cũng hay mơ thấy mình phải đi gặp một người đàn ông, rồi ngăn cản cậu ta bước ra ngoài đối diện với nguy hiểm. Hương bỗng mỉm cười. Có khi nào người tình trong mơ của cô là Tư Thịnh, và người mà cô phải bảo vệ chính là cậu? Bước ra khỏi chỗ nằm, Hương băng bó lại vết thương trên ngón tay. Đột ngột phía sau cô truyền đến tiếng rên rỉ. Hương chạy lại giường nơi ông Bùi đang nằm thôi thớp, có vẻ như ông đang nguy kịch. Cô muốn đi rót chút nước cho ông cầm hơi thì bị giữ lại. Một người sắp chết có nhiều điều muốn nói. Hương cúi đầu ghé sát gần cha chồng. Ông Bùi dồn hết chút sức lực cuối cùng thì thầm vào tai cô điều gì đó. Sau cùng chỉ thấy ông nấc lên rồi tắt thở đi. Biết rõ những bà vợ của địa chủ Bùi sẽ chẳng quan tâm đến sống chết của ông ta, nên mới cố tình giấu người chồng bệnh tật ở nơi vắng vẻ này. Do đó chẳng cần nhọc lòng truyền tin. Hương tự mình ra sau từ đường, đào một cái huyệt để chôn cha chồng. Đợi đến khi vợ con ông ta biết cũng chẳng thể làm gì. Nằm trong vòng tay của lão Khấp, Trinh khẽ thì thầm. Thầy nói sẽ xoay chuyển đường đi của hung tinh để cứu chồng tôi. Giờ này chuyện đó đến đâu rồi? Thầy Khấp vuốt ve bờ vai của người đẹp, rồi chép miệng đáp. Sợ rằng không thể cứu vãn. Hung tinh đã ở ngay trên đầu cầu kiểm, sức ta không xoay chuyển nổi. Trinh ngồi bật dậy. Khốn kiếp, nuôi con chó còn có lợi hơn ông đó. Nếu không làm được thì giữ ông lại còn có ích lợi gì? Bây giờ tôi phải làm sao? Lão Khắp bực mình. Lão nắm tóc Trinh giật về phía sau, gằn giọng cảnh cáo.
Đừng có hỗn. Tới bà Liên còn không dám động tới tao. Mày là cái thá gì? Bị cuộc cãi vã làm cho mất hứng, thầy Khắp đuổi Trinh ra khỏi nhà. Đúng lúc con Thúy chạy tới, hốt hoảng ghé sát tai cô ta thì thầm mà thông báo: cậu Kiểm vừa trèo xuồng sang bên kia từ đường mà ơi. Trinh bước thấp bước cao chạy ra bờ hồ, nhìn theo bóng chồng đang xa dần. Giờ này chắc nó chỉ còn lại cái xác khô. Cứ chờ đi, kịch hay còn ở phía trước. Trinh nói đúng, quả nhiên là kịch hay sắp diễn ra. Chỉ hiềm nổi ả không ngờ rằng bản thân chỉ là một kép hát trong vở kịch cho chính mình viết nên. Cố ý ở cửa đợi chồng, Trinh mường tượng ra sự hốt hoảng, bất ngờ cùng đau lòng của Kiểm trước sự ra đi của người trong mộng. Nhưng không, Kiểm trở về cùng với nét mặt u sầu và hoàn toàn câm lặng. Hắn uống rượu cả ngày, khi say không ngừng gọi tên Hương khiến cho Trinh phát điên. Ả có linh tính là Hương vẫn chưa chết, vừa rồi còn thẳng thừng từ chối tình cảm của Kiểm, khiến cho hắn thất tình mới buồn rầu đau khổ như vậy. Quá tam ba bận, Trinh học tóc chạy ra bờ hồ, xuống thuyền sang bên kia từ đường để kiểm tra. Nhìn thấy Hương vẫn sống khỏe mạnh bình an, đến lượt Trinh ôm ngực thở dốc. Quả tim cô gã như bị ai bóp mạnh. Nếu không có con Thúy đứng một bên dìu, có lẽ ả đã ngã ra đất vì bốc hỏa. Kiểm ngày càng bỏ bê Trinh, trong khi luôn tơ tưởng tới em dâu. Còn Trinh thì hết lần này tới lần khác hãm hại Hương đều thất bại. Ả ta càng sục sôi căm phẫn. Đêm cô đơn lẻ bóng, Trinh lần theo bóng chồng đến bên bờ hồ, thấy Kiểm đứng đó uống rượu một mình, chứ không có xuống xuồng như mọi khi. Ánh mắt Trinh lóe lên một tia căm hận. Rồi Kiểm mất tích suốt 3 ngày, khiến cho cả nhà náo loạn. Thầy Khắp lập đàn ở giữa sân bắt đầu gieo quẻ truy tìm tung tích của cậu chủ. Xoay chiếc kiếm trảm yêu trong vòng tròn thái cực độ, vẽ bằng vôi bột và muối trắng. Thầy Khắp nhìn theo hướng mũi kiếm, rồi chỉ nói giọng quả quyết: cậu Kiểm đang ở ngoài hồ đó. Tất cả đổ xô về nơi đó. Trên mặt nước nổi dập dềnh một cái xác trương phình. Người chết nằm sấp chứng tỏ là nam nhân. Mấy con quạ đen đậu ở phía trên không ngừng mổ xuống, giống như đang rỉa thịt. Chứng kiến cảnh tượng đó, bà Hợi chỉ nấc lên một tiếng rồi ngất xỉu đi. Trong vòng vỏn vẹn một ngày ngắn ngủi, nhà địa chủ Bùi nhận được 2 tin tức quan trọng. Một tin buồn, một tin vui. Đám ma của bà Kiểm khiến cho tất cả bàng hoàng và sửng sốt. Cái chết tìm đến quá đỗi bất ngờ. Mới đây cậu còn khỏe mạnh là như vậy, chỉ sau một đêm đã trở thành người cõi khác. Cái vò rượu cạn sạch nằm lăn lóc ngay bờ hồ là thứ duy nhất chứng kiến sự ra đi của cậu. Có lẽ vì uống say nên Kiểm ngã xuống nước mà chết đuối. Bởi xác Kiểm đã trương dưới thời tiết nắng nóng bốc mùi khó chịu, do đó không thể để lâu. Việc tang lễ vì vậy mà phải thu gọn. Thay vì để 3 ngày như thông lệ cho quyến thuộc thân bằng cố hữu xa gần đến thăm viếng, thì mấy bà vợ của địa chủ Bùi bàn với thầy Khắp làm lễ phát dẫn sang ngay sáng hôm sau. Cũng cùng ngày hôm ấy, có một người xuất hiện. Ngay khi chiếc quan tài bằng gỗ vàng tâm chạm trổ cầu kỳ, được 6 âm công nâng lên vai, người này mặc tang phục rẽ lối bước lên, đứng ngay bên cạnh linh cữu mà hộ tang, khiến cho ai nấy cũng đều sửng sốt cùng kinh ngạc. Kẻ nào đó chẳng kiên kỵ trong thời khắc buồn rầu mà la lớn: cậu Thịnh! Trời ơi! Cậu Thịnh kìa! Vóc dáng cao lớn nổi trội, dáng đi vững chãi, đặc biệt là thân thể mất sạch mọi vết tích của căn bệnh quái ác, khiến cho Thịnh dù không muốn cũng trở thành tâm điểm của mọi sự xăm xôi. Có lẽ đang trong lễ tang, chẳng một ai dám bày tỏ sự vui mừng. Họ chỉ âm thầm đi thông báo cho bà Liên, người đang liệt giường vì suy sụp sau cái chết của bà Kiểm. Quan tài của ba Kiểm vừa hạ xuống, bỗng đầu có một tiếng sấm lớn vang rền. Sấm nổ giữa trời quang là hiện tượng xưa nay hiếm, ai cũng cho rằng đó là điềm lành. Hiện giờ không cần nói ra thì tất cả đều ngầm hiểu, người tới đây sẽ tiếp quản cái gia sản kết xù nhà địa chủ Bùi chính là cậu Tư Thịnh.
Như vậy, lời nguyền độc đinh dán lên đầu dòng họ đã chính thức ứng nghiệm rồi. Địa chủ Bùi vắng mặt trong những thời điểm quan trọng của gia đình, vì thế bắt đầu xuất hiện lời đồn rằng ông ta đã chết. Còn việc tại sao các bà vợ lại ém nhẹm thông tin đi thì vẫn là một điều khó hiểu. Trước sự ra đi của ba Kiểm thì việc trở lại của Tư Thịnh đã đem đến một nguồn hy vọng mới cho gia tộc. Có những sự tương phản khá kỳ lạ. Trong khi bà Tư, bà Năm, bà Sáu đều tỏ rõ sự phấn khởi, mong cho Tư Thịnh sớm được ổn định, lấy thêm vợ đặng mà sinh con nối dõi, thì ở chiều ngược lại, mẹ ruột của Thịnh trước tin vui con trai khỏi bệnh lại chẳng có chút biểu hiện vui mừng nào. Sau khi Kiểm mất, giống như bà Ba Hợi, bà Liên như gục ngã vì mất mát to lớn. Dẫu sao đó cũng là người đàn ông hiếm hoi trong gia đình. Tuy nhiên suy cho cùng, Thịnh mới chính là con ruột của bà. Người mà bà cần chăm sóc quan tâm phải là Tư Thịnh mới đúng. Làm đám tang cho Kiểm xong xuôi, với tư cách là người đàn ông duy nhất trong gia đình, Tư Thịnh bắt đầu tiếp quản di sản mà địa chủ Cao Vương Bùi để lại. Người ta nói, đàn ông cắm chà, đàn bà làm tổ quả không sai. Vắng đi bóng dáng trụ cột gia đình, những người đàn bà chân yếu tay mềm dễ bị kẻ khác bắt nạt. Vì thế trong thời gian này, Tư Thịnh thay thế ba Kiểm tiếp tục những công việc gian dở khi trước. Cậu bận đến nỗi chẳng còn tâm trí nào cho việc riêng tư, mặc dù hiện tại có vô số ánh mắt nữ nhân đang dõi theo nhất cử nhất động của cậu. Cường dậy sau cái chết của ba Kiểm, bà Liên cho gọi con trai đến tỉ tê trò chuyện. Bằng một giọng vừa năn nỉ, vừa nài ép, bà nói: trước đây vì tình thế bất đắc dĩ mà má với bà hội đồng bắt buộc phải tác hợp cho ba Kiểm với hai Trinh. Dù biết con Trinh với con là thanh mai trúc mã, nay ba Kiểm không còn, con nối lại tình xưa đi, thu nạp con Trinh, cho nó một danh phận mới trong nhà của mình, để mà còn sinh con nối dõi, cho dòng họ ngày một hưng thịnh. Liếc quan sát thái độ của Tư Thịnh, thấy cậu không có phản ứng gì, bà Liên nhẹ nhàng phân tích: xưa nay anh lấy vợ của em, hoặc là em thu nạp chị dâu sau khi anh trai qua đời á, là việc không có hiếm. Trinh nó quá bụa khi còn quá trẻ, nếu mà con không nạp nó thì e là bà hội đồng sẽ tới rước con gái về trong nay mai. Như vậy chẳng phải sẽ mất đi mối giao tình đang tốt đẹp sao? Nhận lấy chén trà từ tay Thịnh đưa cho, bà Liên nhấp một ngụm cho đỡ khô họng, rồi mới từ tốn nói tiếp: lời nguyền độc đinh thực sự ứng nghiệm, vậy là người đàn bà đó sẽ không tha cho con cháu của chúng ta. Nhưng mà không vì thế mà đầu hàng số phận. Má sẽ ráng đốc thầy khắp sớm tìm ra cách hóa giải. Mọi lời nói của bà Liên đều không có nửa chữ nhắc đến ba Hương, người con dâu đang bị giam lỏng ở Từ Đường. Mà Thịnh cũng chẳng buồn hỏi tới cô, như thể là Hương chưa từng tồn tại. Tâm trí Thịnh đang nghĩ tới cô Đào năm xưa được ông Bùi nạp làm bà Bảy. Người ta nói sống thấy người, chết thấy xác. Một khi không biết được chuyện gì đã xảy ra với cô Đào thì khó lòng mà tháo gỡ vấn đề. Nhắc tới người đàn bà này, chén trà trên tay của bà Liên bất giác sánh ra ngoài. Sắc mặt bà tái nhợt đi, khiến cho Thịnh phải cau mày khó hiểu. Chẳng lẽ bà Liên đang giấu giếm điều gì đó? Thịnh cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của má mình, bằng một giọng trầm thấp và đầy uy lực, cậu nói: quan có đầu nợ của chủ, hồn ma sẽ không báo quán lên người vô tội. Nếu gia đình ta thực sự đã làm điều có lỗi thì trả nghiệp là việc nên làm. Thấy đã trễ, Thịnh đứng dậy xin phép về phòng để cho mẹ được nghỉ ngơi. Sắp bước ra khỏi cửa, Thịnh nghe thấy bà Liên gọi giới theo: chị, chuyện của con Trinh á, con đồng ý chứ? Thịnh không quay đầu, chỉ nói ngắn gọn: tùy má định liệu. Đêm đầu tháng trăng mờ, không kiên kỵ như những người trong nhà, Thịnh lặng lẽ cầm theo bầu trụ bước ra bờ hồ, nơi ba Kiểm mới gặp nạn.
rót một ly đầy, Thịnh đổ thẳng xuống nước như đang mời người chết về thưởng rượu. Sau đó cậu mới tự rót cho mình một ly khác và uống cạn. Không hiểu nghĩ gì, Thịnh nhảy luôn xuống hồ, bơi một lèo sang bên kia từ đường. Khi đặt chân lên bậc thang bằng đá dẫn vào nơi thờ tự, Thịnh đứng im như một pho tượng, nhớ lại cái đêm quái đản. Cũng tại nơi này, cậu đã đụng độ với thứ gì đó khiến cho bản thân mê man suốt mấy ngày trời. Gió đêm thổi lồng lộng, chiếc áo ướt dính sát vào da thịt lạnh toát. Chẳng chút sợ hãi như hôm nào, bằng tất cả uẩn ức dồn nén, Thịnh muốn một lần nữa đối diện với thứ âm hồn u uẩn đang lẩn khuất tại nơi này. Cái thứ hồn ma bóng quế đang gieo rắc lời nguyền chết chóc lên những người đàn ông trong gia tộc họ Cao. Không cần đợi lâu, phía sau lưng Thịnh đột nhiên truyền đến một giọng con gái run rẩy. Ai? Ăn trộm hả? Đứng yên đó, nhúc nhích thì đừng có trách tôi ra tay. Sự đe dọa chẳng khiến cho Thịnh nao núng. Cậu từ từ quay đầu lại, nhưng hành động đó quả nhiên đã thách thức kẻ đứng phía sau. Cô ta lập tức giáng thanh củi xuống để tự vệ, nhưng Thịnh nhanh như cắt chộp lấy cánh tay, tiếp đến là xoay người dồn kẻ vừa động thủ ép sát vào cánh cửa của từ đường. Khi mặt đối mặt, người con gái mới kêu lên khe khẽ, giọng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Cậu Thịnh. Thịnh nhận ra cô vợ trắc nết, kẻ đã phản bội mình để hủ hóa cùng với thằng Hậu. Cậu nhìn Hương bằng ánh mắt sắc lạnh, ngữ khí tuôn ra đầy giễu cợt. Thì ra là cô. Nghe nói cô và thằng Hậu của tôi phải lòng nhau. Cô bị đưa tới đây, nó có lén lút tới thăm cô hay không? Hương biết Thịnh đang hiểu lầm mình, nhưng thấy cậu bình phục, cô chẳng buồn để tâm tới câu nói tàn nhẫn kia. Cô nhìn chồng bằng ánh mắt lấp lánh niềm vui. Cậu khỏe lại rồi, em mừng quá. Thịnh buông Hương ra, cậu phủi tay như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu. Lạnh lùng quay bước, Thịnh nói một câu ngắn gọn, nhưng từng chữ như những nhát dao cứa vào tâm can của người vợ trẻ. Cô không cần diễn nữa. Nếu như muốn lấy lòng tôi để được quay về, tôi sẽ cho cô toại nguyện. Bóng Thịnh hòa vào màn đêm tĩnh lặng. Hương vẫn đứng thất thần tại chỗ, cho đến khi nghe thấy tiếng quẩy nước, cô mới bừng tỉnh chạy theo. Hương muốn giải thích mọi chuyện với chồng, nhưng Thịnh đã bơi được nửa quãng đường và sẽ không quay trở lại đâu. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Lời Nguyền Độc Đinh, tác giả Hồi Ức. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.